Rồi, xin chào các bạn. Thì trong cái video này, trường sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao mà chúng ta thêm được một cái trang fanpage mà nó vào cái website của chúng ta, đúng không ạ? Cụ thể là trường sẽ thêm fanpage này vào cái website này, nó là website của WordPress này các bạn. Rồi, ngày trước thì cái link của nó đã thay đổi các bạn ha. Thì bây giờ để vào thì các bạn cứ copy cái đường link này ha. Các bạn vào cái đường link này, trường để dưới cái mô tả của video này á, thì các bạn click vào nó sẽ ra giao diện như thế này. Và đơn giản các bạn chỉ cần copy cái trang fanpage của chúng ta, đúng không ạ? Và các bạn bỏ vào đây, được chưa? Rồi, ở đây các bạn có thể là chọn các kiểu của nó, tab là timeline ha, rồi chiều rộng, chiều cao, sử dụng tiêu đề hay gì đó, các bạn click vào, thì nó sẽ đấy, nó sẽ ra các kiểu khác nhau. Đây, bạn lên bìa đây. Đấy, các bạn cứ chọn nó sẽ ra những các kích thước khác nhau, các bạn thấy không ạ? Đấy, các bạn bỏ đi một cái thì nó sẽ ra một cái khác. Đấy, nào. Rồi, hiển thị khuôn mặt luôn này, ok chưa, dài đúng không ạ? Rồi, sử dụng tiêu đề nhỏ này. Đấy, ok ha. Rồi, chúng ta sẽ để như thế này đẹp hơn đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mã này này, lấy mã ha, quá trời mã luôn. Chúng ta sẽ chọn là iframe ha. Rồi, chúng ta sẽ copy cái code này. Đây, chúng ta đi vào website chúng ta này. Bạn login vào website ha. Rồi, chúng ta sẽ mở tới đăng nhập vào á, các bạn sẽ vào phần parent này ha. Sau đó các bạn vào get nhé. Đây, get. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào đâu ạ? Ví dụ đây trường sẽ gắn ở dưới cái phần đăng ký kênh của mình ha. Đấy, trường sẽ đây, lấy cái test luôn. Đấy, kéo test lên. Chúng ta sẽ để ở phần sidebar các bạn nhé, ở phía dưới cái YouTube. Đấy, bạn click vào test, bây giờ vào bắt nó đây, sẽ lại. Đấy, chúng ta sẽ xem thử kết quả chúng ta như thế nào. Rồi, tuyệt vời đúng không các bạn? Ok ha, ha là ok, tuyệt vời đúng không? Đẹp. Đấy, đó là tùy theo mà các bạn sẽ lấy ở hình thức nào nha. Các bạn có thể chọn thêm bớt ở đây, chiều rộng, chiều cao, nhưng mà trường thấy như thế này là ok rồi đúng không ạ? Đơn giản đúng không? Không có gì khó cả. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc gì á, thì hãy comment bên dưới video này, trường sẽ hỗ trợ các bạn. Và sắp tới ở đây cái phần website của trường, ở phần khóa học online này, thì có rất nhiều khóa, trường sẽ làm tất cả những cái khóa học mới nhất. Nó nằm đâu đó tầm 15-20 khóa này các bạn, về bán hàng online, kiếm tiền online, ha, về kiếm tiền trên YouTube, các kiểu rất là nhiều. Thì trường sẽ chia sẻ đây hoàn toàn, nó là một series các khóa học từ A tới Z, từ cơ bản tới nâng cao, để hướng dẫn chia sẻ với các bạn về các kiểu ha. Đây thì trường đang cho người là up cái khóa học bán hàng trên YouTube này, cái khóa học mà xây dựng đế chế nghìn đơn của trường á. Thì nó sẽ chia làm rất là nhiều phần, một cái bài thế này, một khóa học thì có thể là hai phần up để cho các bạn theo dõi. Và tất cả là nó đều được up lên cái trang đây, cái trang fanpage này của trường và cái kênh YouTube. Hiện tại thì trường đã đổi cái kênh YouTube của trường rồi, để mà phục vụ tốt hơn cộng đồng. Đây, các bạn có thể vào website là các bạn thấy cái kênh của trường này. Học bán hàng online trường đã thay đổi nó rồi, trước kia nó là Lê Văn Trường đúng không ạ? Bây giờ trường thì đổi nó lại để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.
Đó, thì bên trường sẽ chia sẻ rất nhiều lĩnh vực mở rộng hơn. À, tại vì có rất nhiều anh em cùng làm nên trường phải thay đổi cái này thì không không thể nào để là bên trường được nữa, đúng không ạ? Và trong đây thì trường cũng chia sẻ như các bạn thấy là mười mấy khóa học sẽ được up lên đây và up lên trang fanpage này và cái website này nữa thì các bạn có thể vào các bạn học ha. Và trường sẽ có đội ngũ hỗ trợ cho các bạn nếu các bạn thắc mắc vấn đề gì. Ok, xin chào các bạn.